Trong canh tác điều, ngoài giống tốt thì việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, chăm sóc, bón phân đầy đủ, cân đối sẽ giúp nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng đất cũng tăng từ 24 đến 63%. Kết hợp với việc áp dụng phương pháp trẻ hóa vườn điều bằng cách ghép chồi hay trồng điều ghép, không chỉ rút ngắn thời gian chăm sóc, tiết kiệm chi phí, còn giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho cây điều. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm giữ vững diện tích, nâng cao năng suất và thu nhập cho người trồng điều, đảm bảo sự phát triển bền vững ngành điều ở Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, hiện nay, diện tích điều già cỗi trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói riêng và trên cả nước nói chung chiếm diện tích lớn dẫn đến năng suất giảm dần. Và để nâng cao sản lượng thì đòi hỏi người nông dân phải thực hiện trẻ hóa vườn điều. Trong đó thì hình thức ghép hoặc là trồng điều ghép được xem là giải pháp nhanh cho hiệu quả cao. Từ trước đến nay, người nông dân trồng điều thường bỏ mặc vườn vì cho rằng cây điều mang lại giá trị kinh tế không cao. Tuy nhiên, ở những vùng đất không chủ động được nguồn nước trong mùa khô thì khó mà tìm được loại cây trồng nào phù hợp hơn để thay thế cây điều. Tại Bình Phước, nơi được mệnh danh là thủ phủ của cây điều, những năm gần đây, năng suất điều đã giảm đáng kể. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, vụ điều năm 2017, năng suất điều bình quân cả nước giảm chỉ còn 7,55 tạ trên 1 hecta, giảm 31,36% so với năm 2016. Đã vậy, người trồng điều tại các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng lại còn phải đối mặt với nấm và các dịch bọ xít muối, tháng hư, gây thiệt hại nặng nề. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước cho thấy, có 82.893 hecta điều bị ảnh hưởng, chiếm 61% tổng diện tích điều cả tỉnh. Ngoài nguyên nhân do thiên tai, ảnh hưởng của tình hình biến đổi khí hậu, thì việc thờ ơ, bỏ lơi, không chăm sóc vườn của phần đông bà con đóng một vai trò lớn gây nên sự thất thu của cây điều. Và trong khi phần lớn diện tích điều của bà con bị thất mùa do dịch bệnh, thiên tai, thì 7 hecta điều của gia đình anh Nguyễn Đức Đệ, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước vẫn đạt mức 2,5 tấn trên 1 hecta. Bí quyết nằm ở chính cách chăm sóc vườn của anh. Thu hoạch xong thì bắt đầu sang đầu mùa thì bắt đầu vẫn chăm sóc là tỉa cành tàu tán này. Rồi mà 5-4-2 lần phân này, mà tôi cuốc bỏ sau mà tôi lại rắc đều phân, rắc phân đều xung quanh tán lá này, cho nó đều. Mà tôi bón phân là lại 20-20-15 ạ, là 20-15-20. Còn suốt nếu mà mọi năm mà được là hai đạt là quân bình là cứ 2 tấn rưỡi, mà năm mà được mùa thì 3 tấn. Năm mùa dầu vì bột xích thì nói chung là phải xịt thuốc, phải ra thăm vườn thì xịt thuốc. Thuốc sâu, thuốc bọt xích nhá. Đối với điều khác thì hơn như mọi vườn đó. Bởi vì mình chăm sóc mình vẫn phân đủ thì ví dụ siêu thuốc thì nó năng suất hơn 2 tấn hecta. Theo các chuyên gia nông nghiệp, thực tế nhiều hộ gia đình vẫn có kết quả sản xuất tốt, đạt năng suất cao khi áp dụng đúng đủ các quy trình chăm sóc vườn điều như tỉa cành tạo tán sau khi thu hoạch, bón phân 2 lần một năm, có sử dụng vài lần thuốc bảo vệ thực vật. Thì nó phải có một cái đây là một giọt nhựa. Thu hoạch cứ xong là tỉa cành tạo tán nó trong hết. Để cho cây chồi nó thoáng cây, nó không bị bệnh. Năm mà tôi bón 2 lần phân, cuốc. Sau bắt đầu là nếu mà tôi rắc, theo thời tiết mà mưa nhiều quá, áp suất nhiệt đới là tôi đem rắc đều tán lá xung quanh gốc, ra tận tán lá đến đầu mà tôi rắc đến đó. Rồi mình giữ cái phân hữu cơ lá luôn, mình giữ này làm không dọn vừa phải thôi thì nó giữ cả được cái phân hữu cơ, không trôi đất màu này, cho nên có cái phân hữu cơ, cho nên vườn điều mình lúc nào cũng tốt, cho nên cây điều mà lúc nào cũng xanh tốt, có sức khỏe thì nó ảo các con vi trùng nhập vào cây điều, điều giống như con người á. Theo cái nhận định của tôi cũng như cái khuyến cáo đối với bà con nông dân á, thì đặc biệt trong cái giai đoạn vừa rồi thông qua cái dịch là bọ xít muỗi và cái cháy lá khô cành, thì sau khi mình thu hoạch nên bón phân cho cây điều một đợt, là sử dụng những cái sản phẩm mà tăng trưởng như là cái 20-15-5 hoặc là cái 19-16-8. Khi mà mình bón phân từ nó bị dịch vậy á, thì chúng ta cần phải bón phân lại cái lại cương đối lại để giúp cho cây điều mà nó phát triển về mặt chồi cũng như cành nó sẽ phát triển lại tốt hơn. Tùy theo từng giai đoạn mà chúng ta có thể bón những cái loại phân mà có cái hàm lượng nó thay đổi. Thì ví dụ cái đầu mùa mưa chúng ta sau khi thu hoạch thì cái cây nó yêu cầu về phát triển về lá cành để cần một cái lượng dinh dưỡng để nó dưỡng cái cây lại, thì mình có thể bón những cái sản phẩm như 20-20-15 hoặc là 16-68
hoặc là một số sản phẩm tăng trưởng như là 16, 10, 19, 16, 19, 16, 8 hay là 10, 20, 20, 15 năm. Đó là cái sau khi mình thu hoạch thì tới giai đoạn mà trước khi đi vào cái giai đoạn mà cái điều nó rụng lá ra hoa thì chúng ta có thể tiến hành cách một tháng chúng ta có thể bón lại thêm một đợt phân nữa, là sử dụng những cái sản phẩm như là 15 năm 20 hoặc là những sản phẩm là tăng cường cái hàm lượng kali lên và là hàm lượng đạm, chú ý cái hàm lượng đạm và kali để cho cái cây nó thứ nhất là về mặt hoa ra nó được tốt hơn. Thứ hai nữa là cái chồi hoa nó sẽ vương chồi hoa nó sẽ tốt, là giúp cho cái điều khả năng về đầu trái, đầu ra hoa đầu trái nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên những năm gần đây, diện tích điều già cỗi ngày một tăng, điều này cũng là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng sụt giảm năng suất ở cây điều. Ngoài ra hiện nay, hầu hết diện tích điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước trồng bằng giống không chọn lọc, như trái nhỏ, ít trái, năng suất thấp và tỷ lệ già cỗi do sâu bệnh gây hại lên tới 70% diện tích. Do đó, cần được cải tạo để trẻ hóa, tăng năng suất, chất lượng hạt điều. Và phương pháp trẻ hóa vườn điều bằng cách ghép chồi hay trồng điều ghép đang được nhiều bà con chọn lựa vì tiết kiệm chi phí cũng như hiệu quả mà nó mang lại. Theo đó, chỉ sau 2 đến 3 năm, người trồng điều sẽ có một vườn điều mới mà không cần phải chặt bỏ những cây già cỗi. Sau này cái điều già thì bắt đầu già vẫn thành lý và tông trồng lấy 3 mẫu điều ghép. Điều ghép thì cũng xoay, bởi vì là điều ghép chọn cái hạt giống cây xoay và chọn cái cành cây xoay thì chắc là sẽ năng suất cao rồi, hơn cái điều hạt mình rồi. Điều ghép thì nó ra sớm, cũng do mình chăm sóc này. Phân chua rồi là tỉa cành tàu tán rồi là xịt cỏ chăm sóc. Điều ghép này là nó trong vòng hơn 1 năm là nó sẽ có thu hoạch bói rồi, lai dài. Thu hoạch chính thì thời gian nó khoảng được 30 đổ lên là nó thu hoạch được nhiều. Cái sản lượng thứ nhất cao, thời gian mà thu thì nó đồng loạt hơn những cái điều hột bình thường mình. Cái điều hột mình là cái kiểu giống nó không được như cái chất lượng như bây giờ. Bây giờ là giống mới, nói chung là nó cái giống năng suất mà nó đều hơn. Tỷ lệ bón phân thì nói chung là từ lúc mà mình, nếu mà mình có điều kiện mình bón trước khi hết mùa mưa, mình đón cho nó một lần và trong khi cuối mùa mưa đón thêm 5 lần, là 5-2 lần là tốt nhất. Còn đối với vấn đề mà trẻ hóa cái vườn điều á, thì hiện nay bà con mình có một số bà con mình áp dụng cái kỹ thuật đó là thay thế cành, tức là cái những một số cành mà đã bị bệnh hay là một số cành mà nó không còn khả năng mang lại cái năng suất tốt nữa thì người ta cưa đi, và ở trên những cái cành đó người ta sẽ trên cái chỗ cái vị trí cưa cành đó thì người ta phải nuôi một cái chồi mới ra, thì người ta từ cái chồi đó người ta bắt đầu người ta ghép lại bằng một cái chồi mới khác, bằng một cái chồi khác, thì từ cái chồi đó nó sẽ phát triển ra một cái cành mới của cây, thì đó là cũng là một biện pháp mà con mình cũng đang áp dụng để trẻ hóa cái vườn điều. Còn cái trẻ hóa thứ hai đó là người trồng mới luôn, thì đó là về trồng điều ghép, thì đó là trồng điều cái điều ghép á, thì cái ưu điểm của điều ghép thì nó có một số cái ưu điểm như là cái thời gian thu hoạch nó sớm hơn. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái thời gian mà khai thác á, cái thời gian mà ra hoa đầu trái của cái từ khi mà trồng cho đến khi ra hoa đầu trái nó sẽ sớm nhanh hơn so với cái điều thực sinh. Còn đôi, và cái ưu điểm thứ hai đó nữa là cái tỷ lệ cành ở trên cái điều ghép nó nhiều hơn so với cái điều thực sinh, và cái chiều cao nó sẽ thuận tiện hơn trong việc thu hoạch. Theo các nhà khoa học, nếu vườn điều đang trong giai đoạn thu hoạch nhưng năng suất thấp dưới 1,5 tấn trên 1 hecta, chủ hộ cần xem lại nguyên nhân năng suất thấp là do giống hay do kỹ thuật chăm sóc. Có thể trong vườn chỉ có một số cây cho năng suất, còn một số cây cho trái nhỏ hoặc luôn cho ít trái. Trong trường hợp này, bà con nông dân nên cải tạo lại tùy theo tình trạng mỗi vườn. Có hai cách khắc phục tình trạng này. Với vườn điều trên 10 tuổi, phá 50% diện tích để trồng thẳng hạt xuống vườn, sau đó chọn cây mẹ là cá thể ưu tú trong vườn để ghép. Sau khi phần diện tích này cho thu hoạch, thực hiện tiếp phần còn lại. Với phương pháp này, nông dân không ngưng thu hoạch. Với vườn điều dưới 10 tuổi, cắt cành tạo tán vườn điều, chỉ nên cắt 3/4 số cành, sau đó để cho điều ra chồi mới rồi ghép chồi của cây ưu tú vào. Với biện pháp này, chỉ sau 18 tháng là cây điều cho thu hoạch, người nông dân chỉ ngưng thu hoạch 1 năm. Nếu muốn có sản phẩm thu liên tục, có thể áp dụng phương pháp cải tạo cuốn chiếu. Ngoài ra, trong canh tác điều, việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh cũng sẽ giúp cho năng suất điều tăng, hiệu quả sử dụng đất tăng 26-63%. Việc thâm canh cũng giúp cho vườn cây thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, hạn chế ảnh hưởng của mưa trái mùa.
Trước mắt, người nông dân nên cắt tỉa cành khô, cành sâu bệnh, dọn vệ sinh vườn và cây. Bón phân phòng trừ sâu bệnh trước khi mùa mưa chấm dứt vào tháng 10 này. Phun phân bón vô rễ, bảo đảm cho bộ rễ khỏe mạnh cũng là việc cần làm ngay để rễ có thể cung cấp chất dinh dưỡng nuôi cây, đón trái. Chăm sóc cho vườn điều đem lại năng suất cao, các nhà khoa học khuyến cáo nên bón phân đầy đủ, chú trọng nhiều phân đạm và phân lân, kết hợp mọi loại chất hữu cơ bón lót. Lượng chất hữu cơ càng nhiều càng tốt, vì nền đất trồng điều thường là đất xấu, lại hay bị khô hạn. Ở thời kỳ kinh doanh, ngoài việc phòng chống bọ xít mũi, sâu đột trái và bệnh tháng thư cũng như một số sâu bệnh khác, thì việc bón phân cho điều là biện pháp làm nâng cao năng suất rất rõ rệt. Khi bón phân, ngoài việc xới rãnh quanh tán cây, cho các loại cỏ, rác, lá cây khô, thân cành cây xuống, lấp đất lại, kết hợp bón 2-3kg vôi bột, 2-3kg phân lân cho một gốc cây. Sau khoảng 1 tuần, bón khoảng 500-600g phân NPK 16-16-8-6S+TE trên một gốc, tưới đủ nước. Trước khi kết thúc mùa mưa, cần bón một đợt phân như vậy để cây có điều kiện phân hóa hoa trong mùa khô. Khi điều ra hoa đều và đậu quả, nên bón cho cây một đợt phân nuôi quả. Lúc này ta bón loại phân có tỷ lệ kali cao hơn và có chứa đủ trung và vi lượng sẽ rất tốt cho chất lượng của trái điều. Ngoài ra, nông dân cũng có thể chọn loại phân bón với thành phần 16-16-16+TE để bón mỗi gốc 500-700g. Điều này được xem là giải pháp cần thiết nhằm giữ vững diện tích, nâng cao năng suất và thu nhập cho người trồng điều, đảm bảo sự phát triển bền vững ngành điều ở Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung. Quý vị và bà con thân mến, trước đây thì phần lớn người nông dân trồng điều bằng giống thực sinh và rất ít quan tâm chăm sóc vườn. Vì vậy mà nhiều cây ra hoa đậu trái rất ít, thậm chí là một số vườn trồng bằng điều ghép vẫn cho năng suất thấp. Và trong tình thế này thì nếu như người dân chặt bỏ trồng mới thì sẽ rất lãng phí. Do đó, việc cải tạo, tái canh diện tích già cỗi và năng suất thấp bằng các giống mới phù hợp cùng với việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào khâu chăm sóc thì sẽ giúp cho nông dân cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng, đồng thời cũng ổn định diện tích canh tác cây điều trên cả nước. Tuân thủ các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân đầy đủ, cân đối, kết hợp cải tạo, trẻ hóa những vườn điều già cỗi bằng cách ghép chồi hay trồng điều ghép sẽ vừa tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng là giải pháp giúp cây điều phát triển bền vững trên những vùng đất khó, tạo thu nhập cao ổn định cho người dân. Đối với cây điều thì cái khó khăn của nông dân thì chính là cái giai đoạn mà điều trổ bông, là làm sao để mà cái bông nó trổ được tốt, thụ phấn được nhiều và đậu trái nhiều, đồng thời thì nó không bị hư bông hư trái. Tức là có khi điều nó đậu rồi là nó bị đen trái và nó bị chai trái. Thì cái giai đoạn mà chăm sóc cái điều khi mà chuẩn bị ra bông và sau đậu trái là cực kỳ quan trọng. Thế để mà hỗ trợ cho cái cây điều trong đoạn này thì nông dân hết sức lưu ý là chúng ta thứ nhất là chúng ta phải phòng trừ được sâu bệnh, đặc biệt là con bọ xít mũi. Bọ xít mũi nó sẽ gây hại cho cái chồi non của cái điều cũng như là cái bông điều. Và thứ hai là để hỗ trợ cho điều ra hoa tốt thì chúng ta sử dụng các cái loại dưỡng chất bổ sung thông qua cái con đường là chúng ta bón con lá. Đặc biệt là những cái loại phân mà nó kích cái sự ra hoa mạnh, mà bao gồm là lân cao, các loại bo như là siêu bo, boron, amino. Thì những cái loại này thì nó giúp cho cái cây điều nó trổ bông tốt và nó đậu trái nhiều, nó làm mát bông mà nó không bị. Trong trường hợp mà khi mà điều trổ bông bị mưa thì nó cũng rất dễ đến cái hiện tượng là cái tình trạng là điều sẽ bị thán thư do cái độ ẩm cao và cái lượng đạm ở trong cái nước mưa làm cho cái phát sinh ra cái bệnh, và bệnh thán thư là một trong những bệnh rất là nguy hiểm. Thì trong cái điều kiện như thế thì chúng ta có thể là dùng cái biện pháp là phun rửa hoa điều. Nông dân có cái kinh nghiệm trong cái việc này, một số nông dân trình độ cao phải biết rửa. Là sau khi cơn mưa mà nó đọng nhiều cái nước mưa hay là cái sương muối thì bà con có thể là dùng nước để chúng ta rửa, hay là chúng ta phân bón lá hỗ trợ thì chúng ta cũng giúp cho cái việc đậu bông nó tốt và dưỡng trái được tốt. Thì đấy là những cái lưu ý mà bà con hết sức lưu ý. Trong thực tế thì cái chắc điều bà con thường rất là ít chú ý cái bón phân gốc, cho nên là bà con cũng cần phải chăm sóc ngay từ đoạn đầu, kết hợp với chăm sóc dạng ra hoa và dưỡng trái điều thì chắc chắn là bà con sẽ
có được cái năng suất tốt hơn. Điều ghép thì cũng là một trong những cái kỹ thuật mà bà con có thể cải tạo vườn điều, dùng trẻ hóa, dùng cái gốc cũ và chúng ta ghép chồi mới. Thì đây cũng là một trong những cái kỹ thuật bà con có thể áp dụng được. Cái thứ hai là những cái chồi ghép này chúng ta dùng những các cái giống mà cao sản có năng suất cao kết hợp với những cái gốc cũ thì chúng ta cũng tận dụng được cái thời gian mà chúng ta không phải chăm sóc ngay từ ban đầu và rất là nhanh khai thác. Thì cũng lưu ý để mà bền vững được ấy, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, tức là chúng ta chăm sóc cái quy trình, chúng ta đảm bảo được cái sự phát triển của cái bộ rễ. Với cái gốc già như thế thì cái bộ rễ thường là nó sẽ cũng bị già cỗi rồi. Thì chúng ta cần phải chăm sóc cho nó kỹ, bón phân hữu cơ nhiều. Và kết hợp khi mà ra chồi ra bông, là đặc biệt là khi đậu trái thì chúng ta cần phải dưỡng trái thật tốt, dưỡng bông thật tốt. Thì chúng ta sẽ có được cái bền vững. Thì đối với cái điều mà đổ ghép như thế thì ngoài cái việc canh tác phân bón hữu cơ, đặc biệt lưu ý hữu cơ vô cơ cân đối, thì các cái chung vi lượng cũng hết sức cần thiết, và kết hợp với các biện pháp phòng trừ bảo vệ thực vật, và đặc biệt là khi cái tán điều đó ra thì chúng ta cũng cần phải tỉa cho thông thoáng để nó giảm bớt cái sâu bệnh, cũng như là chúng ta có được cái năng suất là tốt hơn. Thưa quý vị, thưa bà con, qua các kỳ phát sóng mỗi tháng thì ban cố vấn, ban biên tập chuyên mục canh tác thông minh sẽ bình chọn ra một đề tài hay, một cách làm mới của nông dân có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để khen thưởng. Và chúng tôi rất mong là sẽ nhận được đề xuất của quý vị và bà con nông dân về các mô hình hay, cách làm mới trong nông nghiệp. Và mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về cho chúng tôi theo hộp thư canh tác thông minh vtv9avong@gmail.com. hoặc là qua số điện thoại tổng đài 1900 1773. Rất cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi chương trình, và chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cũng đã đồng hành với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con. Trong bối cảnh giá cao su tụt giảm quá thấp, sản xuất cao su không còn thu được lợi nhuận, tại nhiều địa phương có diện tích lớn trồng cao su, người dân vẫn cố gắng khai thác với hy vọng sẽ có lời. Một số khác thì ngưng hẳn, bỏ cạo. Những việc làm này đã khiến cây suy kiệt, gây thiệt hại kinh tế về lâu dài cho người trồng, nhất là vào thời điểm giá thành cao su hồi phục tăng trở lại. Nội dung cụ thể sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh tuần tới.